quán tưởng bào thai như tù ngục. Phép quán này thành tựu thì thấy rõ được đủ mọi thảm trạng của chúng sinh khi ở trong bào thai. Đây chính là phương tiện đầu tiên để ngăn dừng sự tham muốn dâm dục. Khi cha mẹ còn chưa sinh ta ra, nào biết mặt mũi lúc ấy ở nơi nào? Chỉ vào thời điểm đầu thai, chợt nhìn thấy cảnh cha mẹ hành dâm mà khởi tâm tham muốn ái luyến. Lòng dâm một khi sinh khởi, lập tức bị bao trùm giữa tinh cha huyết mẹ. Từ đó chịu giam hãm trong bào thai 10 tháng, lần lượt chịu các nỗi khổ để đền trả những món nợ nghiệp báo đã vay. Khi người mẹ ăn các món nóng nảy, thai nhi phải chịu khổ như ngâm trong nước nóng. Khi người mẹ uống nước lạnh vào, thai nhi phải chịu rét buốt như nằm giữa khối băng. Khi người mẹ ăn no bụng, thai nhi bị ép chặt đến nỗi đỉnh đầu như có treo túi sắt nặng. Lúc mẹ đói chưa ăn, trong bụng trống rỗng, thai nhi sợ sệt vì như lơ lửng giữa khoảng không, không nơi bám víu. Đến kỳ sinh nở, mẹ đối mặt với hiểm nguy, cha kinh hãi sợ sệt, quyến thuộc tụ hội quanh giường sản phụ, cầu trời khấn đất. Thai nhi lúc ấy như bị kẹp chặt giữa hai quả núi, thật khó khăn như không thể thoát ra. Bà mụ đưa tay vào, nắm đầu lôi. Thai nhi cảm thấy như đao kiếm cắt, đâm vào da thịt. Vừa thoát được ra bên ngoài, liền bật lên tiếng kêu khóc lớn. Đau đớn khi ấy, tưởng như không sao chịu nổi. Những người chung quanh không biết được việc này, nhìn thấy trẻ được sinh ra thì đều vỗ tay mừng vui. Đâu biết rằng, chính những người hôm nay vui mừng đó, ngày trước cũng đã từng trải qua đau đớn khổ não như vậy, không khác. Đêm khuya thanh vắng, lắng lòng suy nghĩ, mới thấy rằng người đời phải chịu đựng bao nỗi thống khổ như thế mà không hề nghĩ đến việc làm sao để thoát ra. Thật là điều kỳ quái biết bao. Những điều nói trên không phải do ức đoán mà có ghi chép rõ ràng trong Kinh Ngũ Vương. Kẻ phàm phu đam mê ái dục, do đó mà đời đời kiếp kiếp phải chìm đắm trong khổ não khốn cùng, trải qua vô số kiếp đều phải tự mình gánh chịu, không ai thay thế được. Nếu muốn phá trừ quân ma phiền não, người có trí phải bắt giữ được ngay tên chủ soái của giặc. Chủ soái đó chính là con ma dâm dục. Ma dâm dục đã bị giết chết thì bao nhiêu quân ma còn lại đều sẽ đại bại. Tiếp theo đây sẽ căn cứ vào kinh văn để miêu tả rõ ràng những thảm trạng con người phải trải qua khi ở trong bào thai. Mong sao người đời khi hiểu thấu được rồi sẽ sớm phát tâm mong cầu giải thoát. Chỉ một lần này đã sinh ra, quyết tu tập chứng ngộ để không còn phải tiếp tục phải chịu nỗi khổ trong bào thai như tù ngục. Kinh Tu Hành Đạo Địa dạy rằng bào thai hình thành trong thời gian 7 ngày đầu tiên không có sự tăng giảm, sang tuần thứ 2 hình trạng như khối cao sữa loãng. Đến tuần thứ 3, hình trạng hơi sệt như khối cao sữa sống. Qua tuần thứ 4, chuyển thành như khối cao sữa đã ủ chín. Đến tuần thứ 5 thì hình trạng chỉ như khối bơ sống. Tuần thứ 6 thì có da thịt hình thành bao quanh như lớp màng bọc. Đến tuần thứ 7 thì hình trạng như khối thịt. Sang tuần thứ 8 thì độ cứng chắc của bào thai chỉ tựa như khối đất sét còn chưa nung. Đến tuần thứ 9, thai nhi bắt đầu hình thành 5 bọc dịch, tức là nền tảng để sau này tạo thành 2 đùi, 2 khuỷu tay và cổ. Sang tuần thứ 10 thì hình thành đủ tứ chi và đầu. Vào tuần thứ 11, bào thai hình thành cả thảy 26 bọc dịch ở những vị trí sẽ phát triển thành 10 ngón tay, 10 ngón chân và 2 mắt, 2 tai cùng với mũi và miệng. Sang tuần thứ 12, hình dạng bên ngoài hoàn chỉnh. Vào tuần thứ 13, hình dáng của ruột đã hình thành bên trong bào thai. Sang tuần thứ 14,
thì hình thành ngũ tạng. Đến tuần thứ 15 thì hình thành ruột già, tuần thứ 16 hình thành ruột non, tuần thứ 17 trong bào thai đã có dạ dày, sang tuần thứ 18 hình thành hai tạng. Tuần thứ 19 sinh ra hai bàn tay, bàn chân, các phân đoạn cánh tay. Đến tuần thứ 20 sinh ra bộ phận sinh dục, rốn, gò má và vú. Tuần thứ 21 bào thai hình thành 300 đốt xương mềm, hình trạng giống như quả bầu non. Tuần thứ 22 hình trạng giống như quả bầu đã lớn nhưng chưa già. Đến tuần thứ 23 bào thai đã có hình trạng cứng cáp như quả bầu già. Tuần thứ 24 bào thai hình thành 100 đường gân trong toàn cơ thể. Tuần thứ 25 bắt đầu hình thành 7.000 kinh mạch nhưng chưa hoàn thành trọn vẹn. Sang tuần thứ 26 thì kinh mạch đã lớn dài hoàn hảo, hình tượng như những sợi tơ ngó sen. Tuần thứ 27 bào thai đã hình thành được 363 đường gân. Tuần thứ 28 bắt đầu hình thành các lớp thịt. Tuần thứ 29 các lớp thịt đã hình thành khá dày. Tuần thứ 30 mới bắt đầu có hình tượng lớp da bao quanh. Tuần thứ 31 lớp da đã có độ dày và chắc hơn. Tuần thứ 32 lớp da bao quanh bào thai phát triển hoàn chỉnh. Tuần thứ 33 những bộ phận như lỗ tai, lỗ mũi, hai vai, các ngón tay, đầu gối đều hình thành. Tuần thứ 34 bào thai khởi sinh 99 vạn lỗ chân lông nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Tuần thứ 35 các lỗ chân lông phát triển hoàn thành. Tuần thứ 36 hình thành đầy đủ các móng chân, móng tay. Tuần thứ 37 trong bụng mẹ có gió nổi lên, thổi thông suốt qua 7 lỗ trên thân thai nhi. Tuần thứ 38 tùy theo nghiệp thiện ác đã tạo trong đời trước của thai nhi mà hình thành hai loại gió có hương thơm hoặc hôi hám, do đó xác định dung mạo, cốt cách sau này của thai nhi là sang quý hay hèn hạ. Vào lúc này, thai nhi còn thiếu 4 ngày mới được tròn 9 tháng. Sau 4 ngày đó, có gió nổi lên trong bụng mẹ, thổi vào thai nhi khiến cho phải đảo lộn tư thế, xoay đầu về phía dưới, hướng đến cửa mình người mẹ. Nếu là người có nhiều phúc đức, khi ấy sẽ có cảm giác thoải mái như vào hồ tắm, hoặc tự thấy mình đi đến nơi có nhiều hương thơm hoa đẹp. Nếu là người vô phúc, khi ấy sẽ có cảm giác hốt hoảng như từ trên đỉnh núi cao rơi xuống, hoặc tự thấy như mình bị treo trên cây, bên dưới có đầy đao sắc kiếm nhọn, trong lòng khổ não không vui. Vào thời điểm ra khỏi lòng mẹ, thai nhi cảm thấy như có hai quả núi ép vào thân thể mình, đau đớn khổ sở khôn lường, do đó thần thức trở nên hôn mê rối loạn, không thể nhớ được những chuyện đã qua. Hài nhi sinh ra rồi lớn dần lên, do ăn uống vào người đủ loại thực phẩm, nên bên trong cơ thể liền sinh ra 80 loại trùng. Trong phép quán tiếp theo sau, sẽ trình bày chi tiết.
Namo Amida Phật.